Đây là cách tự làm thịt xá xíu tại nhà mà tôi mới học được. Trời ơi, phải nói là nó thơm ngon vô cùng luôn đó mọi người. Thịt thì mọi người mua thịt dăm cây nha, sau đó thì để nguyên khối cắt theo chiều dọc, xong rồi chuẩn bị các gia vị giống như vậy giúp tôi. Quan trọng là có cái rễ ngò rí này nè mọi người, cái mùi đặc trưng nó thơm lắm. Cho tất cả vào cối xay xay nhuyễn và mình ướp với thịt, massage đều đều để nghỉ 4 tiếng cho nó thấm nha. Sau 4 tiếng thì mình đem đi lăn trên chảo, lăn qua lăn lại cho bề mặt thịt nó săn lại. Cái cho cái phần nước ướp vô, chế thêm nước lã vô, mình rim trên lửa vừa đến khi nào miếng thịt nó chín và cái phần nước sốt kèo kẹo lại là được. Trời ơi mọi người thấy không? Nó lên màu đẹp quá chừng luôn, mà cái mùi thì thơm lắm luôn á. Cắt ra thì cái phần thịt bên ngoài đỏ cam, còn phần thịt bên trong thì vẫn chín mọng nước. Để ăn chung với thịt thì hôm nay tôi ăn phở trộn, mà đặc biệt là phở sấy dẻo của nhà Tuấn Trinh đó nha mọi người. Đây là phở tươi và mọi người có thể bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh được tới 12 tháng lận nha. Có gói gia vị đi kèm là gia vị sốt Thái, ăn chua chua cay nhẹ bắt miệng lắm. Sợi phở tươi mềm và dai với nhiều loại màu sắc khác nhau, mỗi màu sắc là một loại rau củ đó nha mọi người. Đó, khi ăn mọi người thấy dễ không? Rã đông gói phở có chút xíu à. Rồi nhúng vô nước sôi khoảng 30 giây là lấy ra liền. Mà bún phở bên nhà Tuấn Trinh thì được làm từ nguyên liệu thiên nhiên, không có chất bảo quản, không phụ gia cũng không có phẩm màu. Cho nên mình mua một thùng 12 gói như vậy về để tủ lạnh, khi nào cần lấy ra ăn rất là an toàn và tiện lợi luôn. Trụng xong thì tôi dọn lên mâm, cho gói sốt lên trên mặt phở, không cần phải hâm nóng sốt lại nha, và rắc gói đậu phộng đi kèm. Vậy là xong rồi đó. Mời mọi người cùng ăn tối với phở trộn và thịt xá xíu với gia đình tôi nha.